này con so nhá, nhìn cái đuôi nó này, đuôi nó để phân biệt con sam hay là con so. Cái này nấu canh chua đúng bài luôn rồi. Cái chua nướng gì? Một cua có đốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ và có những giây phút thật là sảng khoái khi xem video này nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở một cái vị trí, đó là bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu. Mà cái vị trí này khá là xa so với các bạn này. Cái đăng này thì mình đi ban đêm thì cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà đi ban ngày thì hôm nay xuống đây quay cho các bạn xem bên kia là Phước Tỉnh Long Hải rồi đó. Bên kia là chân cầu Cửa Lấp ạ. Đi giờ này nó hơi cạn nước một chút xíu thì sẽ có một bên nó sẽ cạn trước. Chết rồi, bỏ đi con. Vô trong đây nhiều cá lóc lắm, thích bắt thì vô trong đây. Mé này sẽ khô, đăng này thì thường ít cá hơn đăng ngoài kia. Mua này giao lửa đây, bên đây. Cứ vô cậu bên, bên, bên. Ôi, thằng này mới chui xuống cát à? Chui, con nó ừ một chút. Cá nâu nè. Cá nâu, ra đây bắt cá nâu, thằng kia. Ra đây, ra đây. Cá nâu kìa. Hay con này, thí dụ anh muốn gặp lại đem về nuôi, sao nuôi ta? Anh phải có nước biển, rộng oxy. Anh có mà. Có nước biển, có nước biển. Rộng oxy ngay tại đây luôn. Đâu ngoài sao? Qua bên này xem có con nào coi không? Tam bên này thì thường là nó sẽ có một bên ít, một bên nhiều. Bên kia thì thấy một đàn cá mòi á. Trong đấy có con nào không? À, trong đấy được, cũng được mấy con cá mòi. Đó. Trong nữa mình cho vào cái túi đựng cá kia luôn. Ờ, chị đẹp, ok, xin chào chị đẹp. Thôi chị đẹp, lên lên xuống. Đây này, biết người chấp hành đứng đây thì đòi con kia. Con cá nóc kia to thế nhỉ? Bỏ đi, con cá nóc cứ bỏ đi. Bỏ đi. Ủa, con gì biết trong con cá nâu đấy nè, cá nâu ngon đấy. Con cá nó bỏ đây được không? Bỏ đi, con nào chết rồi bỏ đi. Con cá to cũng bỏ đi. Con không anh? Có mực, có ghẹ gì không? Cá này nấu canh chua thì đúng bài luôn rồi. Cá chua nướng gì cũng ngon đấy, cá này. Ghẹ coi, ghẹ đây nè, ghẹ. Có ghẹ rồi, có ghẹ rồi. Từ từ á, nó cắn pin à. Con này là con rạm thôi, không phải con ghẹ. Chụp nó cắn đấy con. Nè. Nè. Cho con đi nè. Nó chụp nó là nó cắn kìa. Nó cắn con ghẹ cái bổ quần á là nó phải. Đừng có làm thật nha. Hãy làm thật là xong luôn á. Không. Ra ngoài anh cầm lên, anh cầm lên xem đẹp không? Đây. Này con so nha, nhìn cái đuôi nó này. Đuôi nó để phân biệt con sam hay là con so. Đấy, người đẹp. Nên hình rất là đẹp. Ok, đẹp hơn con sam luôn. Đăng này hôm nay như vậy là được nhiều đấy. Đăng này mỗi bữa là ít lắm. Đây vậy á. Nhiều rồi đó. Ừ, ngoài kia nhiều nữa. Số lượng là cá nhiều rồi. Vậy là quá nhiều rồi. Cứ sướng chứ. Qua bên này. Đi mấy bên này cũng được nè. Ổ lừa luôn hả? Đây cho các bạn xem cái đăng này hôm nay thì được chục ký rồi đấy, hơn chục ký rồi đấy. Bây giờ là sản phẩm thân ngồi lừa luôn tại chỗ. Ngồi lừa luôn tại chỗ. Con gì đó ăn được mà. Con nào không ăn được hết á, trừ mấy con cá lóc thôi. Mấy con này ăn được hả? Ăn được hết. Để em về hồi bỏ lên khách sạn. Trời ơi, mấy con đó về nấu canh như một cái ấy. Nấu canh ngọt, nấu canh ngọt. Hay cái tủ này phải ấy nè. Chết rồi, cá mình bánh chết rồi. Cá mà chắc con cá chết mà để riêng đây. Cái này để riêng, cái này để phơi. Cái chuồng bên này nó bị khô nước trước, do đó là cá nó ngột, nó chết hết. Còn cái chuồng bên này nó còn nước này, nên là nó cá nó còn sống. Cứ để hết cá vô, để bỏ xuống nước đi.